Ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì ôi rồi ôi, mai mới kiếm được khẩu KSG này anh em ạ. Nhiều hiểu kiểu gì. Khẩu này thì biến được sang P90 nha. Vừa thục vừa SMG. Đại loại thì cái khẩu này nó cấm vãi đái ra, mình kiếm được một ngày ở trong cái hòm ấy, nhưng mà cứ vác vào nó cấm. May quá cái trận này nó không cấm. Thì thôi, tranh thủ làm clip phục vụ anh em luôn. Ở bên BL thì mình sẽ bắn dạng P90. P90 kiến mắc đẹp phải. Rồi cho đệ, cho đệ, cho đệ. Rồi BL bắn dạng P90, còn GR thì mình sẽ bắn thục. Đấy, bên thủ bắn thục và bên công thì sẽ bắn P90 cho nó. Quay bách nào, 27. Cho đệ, ui trời ơi, yếu thế. Ui trời ơi. Mẹ bắt thế mới đâu chết ạ. 71 rồi fan ơi. 99 mẹ rồi. Rồi thằng này đủ chết luôn ạ. À được. Nói chung là khẩu này mình thấy là nó cũng không có nỗi là quá bá để mà cấm anh em ạ. Mặt đéo là hiệp đéo nào, trận đéo nào nó cũng cấm, nó biết tải. Mỗi cái trận này là nó nhả ra, ủi giật này. Mỗi trận này nó nhả ra thì thôi tranh thủ làm clip phục vụ anh em luôn. Rồi còn cả khẩu SKS nữa. Để mình mở được ra thì mình sẽ làm clip phục vụ anh em luôn. Rồi rồi rồi, cho đi. Rồi 24, rồi chạy nhanh ấy. Để móc luôn này. Ôi nước này, không có cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Chơi mẹo đi. Quả kiến mắc chất chưa. Mắc chất vãi đái. Thằng kia chạy ở ma chết rồi. Rồi con thằng cuối. Nhanh nhanh nhanh, còn chậm hết. Nhanh còn chậm, còn cái nịt. Rồi. Trong sai hả, trong sai hả. Rồi rồi. Câu 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 câu. Đấy. Ui ôi giật. Ui ôi đục thùng chưa. Mẹ rùa thật đấy. Bên nó cũng bắn P90, cũng bắn thục cái sao anh em ạ. Được đấy nhờ. Thằng này yếu lắm rồi. Thấy bừa cái cửa, ai ngờ nó lại chết nên mới đau như khổ. Rồi 20, 2 hiệp được 4 kill, cũng ngon. Nói chung là mình thấy cái dạng chuyển sang P90 này bắn cũng ổn, không mới nỗi được có phế. Thục thì để tí nữa sang GR xem như nào. Cho đệ, cho đệ, cho đệ, cho đệ. À, thằng này vẫn được kê. Kê trên này, kẻ đi anh em ơi. Đầu cầu có này. Đúng rồi. Ôi, quân mình à. Quân mình à, ui, headshot độc thùng nè. Ngon, cho nó có bom. Cho nó có bom. Ê, bong nước này. Ôi giời ơi. Hay quá, vẫn ăn được quả bom. Nhớ không hiểu để nó mọc thế thì chết rồi. Dạ. Ô mẹ thằng này lag à. Thế nào bắn thằng trước chết thằng sau. Đâu hiểu mẹ. Rồi xem thanh niên này làm gì. Đấy đấy, còn cả skin của khẩu M4 Transformer này nữa. Skin RGB. Dần dần sẽ làm hết phục vụ anh em. Yên tâm sẽ có. Rồi trước mặt luôn. Thằng đó hay luôn. Ô kia nó bú lên 3 chứ đùa đâu. Hướng phết. Snip nha, thằng này cuối này snip. Nước. Rồi xong luôn. Nó vã MK23 luôn ạ. Ai da. Khá quá nhỉ, thằng kia làm 4 luôn ạ. Ai da. Đã được nhầy. Rồi. Hết hiệp này là chúng ta sẽ đổi phe, kể cả là 3-1 hay là 2-2 chúng ta đổi phe. Và sẽ không bắn P90, sẽ chuyển sang KSG anh em ạ. Rồi, nhà ma có luôn. Thì mà bắn nhau kinh nhở. Hay luôn, thằng kia. Ôi, ghê vậy. Đau thế. Rút tục qua chơi nó luôn giờ. Quá thằng vào cầu này. Quá thằng vào cầu đây anh ơi. Ai à, hay luôn. À, nước vẫn còn anh em ạ. Mẹ thằng này đỉa thế nhờ. Mày đỉa. Mày đỉa. Mày, ui 27. Ui 27. Ui. Ui bắn như thế mà được con 54 á. Ôi. Đây đùa chứ. Khô máu thằng đấy là hơi nhầm ở trong sai A kìa fan. Rồi ôi xong luôn rồi. Hay quá. 3-1, 4 hiệp đổi phe anh em ơi. Đó là sang bên thủ thì mình sẽ chuyển sang dạng thục. Nice. Nhìn chất phết đấy anh em ạ, nhìn chất phết đấy. Rồi. Nào. Xem là ra nước xem có là liếm thằng nào không nào. Đấy, chơi thục là phải chơi áp sát. Đó, thằng nào bỏ nước đi. Mẹ nhìn khẩu này liên tưởng đến cái hoa đéo gì nhỉ. Quên mẹ tên rồi. Rồi từ bình tĩnh hết sức bình tĩnh. Nước có này. Ừ lên mẹ vào đây. Lên này. Lên với chúng tôi. Nào, thằng nào nữa. Nước có nha.
trong cậu có luôn. Ai ra ai à, nó đục ghê ghê ghê. Thế mày chết với tao rồi. Thế thì mày chết. Ôi có thằng nữa. Ôi. Ui rồi ui, mẹ từ một thằng nó hoa lên thằng nữa. Chết mẹ rồi. 2v3. Cố lên thằng kia. Ê bên phải kia phét ô. Mấy thằng này tay trâu à, bên phải kia đấy. Bên trái các thằng luôn. Trời ơi. Canh sai thế à. Cháu hiểu bắn kiểu gì ạ. Rồi. Còn cái skin của khẩu M4 Bon Beat này nữa cười anh em ạ. Mua skin rồi mà đéo có súng khổ. Chăm chỉ quay ở trên app xe hàng mà đéo được anh em ạ. Ừ. Có khi là mấy nữa là phải mua chứ đùa đâu. Mua M4 Bon Beat thì cần phải VIP 3 anh em ạ. 6.000 kim cương sao hỏi đắt vãi cứt ra. Súng ông đắn bắn. Ôi cái chắc bắn kìa. Hay luôn. Được. Nhưng mà mình thấy cái skin M4 Bon Beat này đẹp thật anh em ạ. Vãi đái. Màu mè hoa lá cành. Rồi. Chốt đi phe này. Chốt đi các phe này. Bắn thế đủ rồi. Nào khoe súng xem nào. Xem có chất lòi tù vả. Ai da. Ai da. Ghê nhờ. Được đấy. Cũng ra gì đấy. Được của nó anh em ạ. Rồi giúp sai luôn này. Đó, sai luôn. Cho bọn nó bắn nhau chán đi anh em ơi. 4v4 vẫn cân. Thằng kia đang bỏ hẻm B. Số 2 bỏ hẻm B. Giúp thùng thì đúng hơn ạ. Đấy giờ mới là bò này. Rồi, trước mặt có luôn. Chơi đi. Chơi đi. Rồi, đâu nữa. Trong cầu có này. Chơi đi. Ui, siêu yếu. Mày đâu? Rồi, mày. Ui, mẹ thằng con nạn liếm vào tao nhá. Má mày. Tao liếm mất anh em ạ, cay thế nhờ. Còn lần cuối. Đâu rồi, nó đâu, nó ăn phương chuyển nào. À, đầu có A. Nhanh quá chậm hết. Nhanh, ui trời ơi. Đang vào đầu 120 máu ạ, à. Ai già. Cũng ra gì đấy chứ anh em, cũng ra gì đấy chứ. Được đấy, nhờ. Cái khẩu này nó còn có hiệu ứng tích như kiểu là cái nút cơ 2 anh em ạ, vãi thật. Mình không hiểu, chưa hiểu cái cơ chế của này. Cơ bản là mình đây là lần đầu tiên bắn anh em ạ. Mẹ nó toàn cấm thôi. Thế mới đau chứ. Trận này hơi nhanh nhưng mà chắc là cũng thôi anh em ạ. Chứ khẩu này nó cấm nhiều lắm. Để mà la liếm mà bắn phục vụ anh em thì cũng hơi khó. Kiểu nó không cấm cơ thì làm 2 trận ngay. Nhưng mà nó cấm thì thôi anh em ạ. Rồi, rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, quay trình một like và subscribe để không cho những bóc clip mới nhất mình nhá.